Khéo sắp xếp đồ trên bàn thờ, gia chủ hưởng bình an, đón tài lộc. Sắp xếp đồ thờ trên bàn thờ gia tiên theo ngũ hành. Các yếu tố ngũ hành khi sắp xếp đồ thờ trên bàn thờ gia tiên bao gồm: Hỏa, tương ứng với đèn dầu, nến thờ và nén nhang khi thắp lên. Kim, tương ứng với giá nến. Mộc, tương ứng với bàn thờ, ngai hoặc giá nến, bài vị. Thủy, tương ứng với bình, chai nước, chén nước thờ. Thổ, tương ứng với bát hương làm từ đất sét nung. Tùy từng điều kiện và thời kỳ khác nhau mà sử dụng những đồ thờ cúng khác nhau. Tuy nhiên, một bàn thờ đảm bảo sự hài hòa của cả năm yếu tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như trên sẽ có tác dụng phong thủy hữu hiệu trong việc kích hoạt tài lộc phát triển.